Vừa qua, anh Ba Ngọc Sơn đã khánh thành căn biệt thự trên mảnh đất rộng 1.200m² để làm nhà từ đường cho dòng họ tại quê hương Quảng Nam. Điều bí hiểm hơn nữa là căn nhà kiên cố này sẽ được dùng làm nơi trú ẩn cho bà con địa phương nếu có bão lũ xảy ra. Công trình gồm 2 tầng, có diện tích sử dụng khoảng 500m², bao gồm khu thờ tự, 6 phòng ngủ rộng rãi. Trước đó, Ngọc Sơn tiết lộ nhà từ đường được gia đình thiết kế với diện tích khiêm tốn. Nhưng với mong muốn nơi đây thành chỗ trú ẩn cho bà con xã Tam Hải nếu có bão lũ, nên nam ca sĩ đã lên ý tưởng thiết kế kiên cố vững chắc hơn. Giọng ca Đêm Cuối nói, đây không chỉ là nơi thờ tự của dòng họ mà còn kết hợp với chính quyền địa phương để phục vụ cho người dân những bước cấp thiết. Toàn bộ chi phí xây dựng nhà từ đường do Ngọc Sơn gánh vác. Khi thực hiện công trình này, nam ca sĩ toàn quyền quyết định và xây bằng những vật liệu tốt nhất, đảm bảo sự kiên cố vững chắc. Dù không tiết lộ cụ thể về chi phí xây dựng, nhưng khi nhìn vào sự đồ sộ của căn nhà, nhiều người cho rằng Ngọc Sơn đã chi một số tiền không nhỏ để hoàn thành công trình tâm huyết đúng tiến độ. Ngọc Sơn nổi tiếng là một người con hiếu thảo. Anh từng chia sẻ câu chuyện đưa hết tiền cho mẹ giữ và làm từ thiện nên chẳng có của riêng trong túi. Trước đó, Ngọc Sơn làm từ thiện tặng hàng chục tấn gạo cho bà con và móc hết tiền túi hàng chục triệu đồng để lì xì cho người dân nghèo. Nhân dịp sinh nhật và khánh thành nhà từ đường, Ngọc Sơn trao tặng thêm 2 căn nhà tình thương trị giá 100 triệu đồng.